để với chú thiền tâm, tức là chú tốt đó, là tôi nói có thể có một cái bài pháp hội đây, hoặc là có thể có xuất gia vô duyên, nhưng mà có thể không. Thì sau đó tới đây mấy ngày tôi đi về đây, cái chương trình đây không phải là để thuyết pháp, mà để là ghé thăm viếng cái ông Dr. King, để mà mình tạ cái ơn ông đã đấu tranh cho nhân quyền. Mà tính ra là năm 1963 ông đã đưa được 1 triệu người da đen về thủ đô để ông đòi lại cái quyền, coi như là bình đẳng với người da đen và người da trắng. Nhưng mà mình ở đây mình được hưởng cái quyền lợi từ cái việc làm của ngài Dr. King. Mà quý vị thấy hồi sáng này nè, mình đi ra đó mình thấy cảnh tượng của ông Thánh Gandhi. Thế là cái tư tưởng mà đấu tranh bất bạo động đó là tư tưởng của ông Thánh Gandhi người Ấn Độ. Quý vị thấy rõ ràng cái đảng cộng sản họ nói rằng là chỉ cần coi như đảng Việt Nam coi như là vô địch, bây giờ có cuộc cách mạng đó mà mới giải phóng độc lập, rốt cuộc rồi Ấn Độ đó không tốn một viên đạn. Mà hồi đó quý vị biết á, đế quốc Anh lớn không quý vị? Hồi thế kỷ 18 lớn lắm. Vậy mà ông đi chung đường đó là không hợp tác với nước Anh, không làm việc cho người Anh, không cộng tác, bất bạo động. Như vậy hỏi bây giờ nếu mà ở Việt Nam mà chính quyền Việt Cộng mà nó không có hợp tác với Trung Quốc, nó không có làm ăn, nó không có đại diện, làm sao mà Trung Quốc lấy được nước mình? Cho nên cái chương trình bất bạo động của cái ông Thánh Gandhi đó là ông đưa một cái tư tưởng. Ông thành công xong cho ngày một sư kinh này đó, thì kinh ông có ăn lấy cái tư tưởng của cái ông Thánh Gandhi đó, mà ông đổi xóa bỏ cái quyền kỳ thị chủng tộc của năm 1963. Thật sự nghĩ thầy đến đây là thầy gửi một cái thông điệp cho Tổ quốc Việt Nam. Thầy không có chủ trương là thầy tu sĩ, thầy đâu có nói là giết sạch, bắn sạch, giết sạch, vì trong mấy triệu đảng viên đó là phải người nào cũng ác hết. Nhưng mà thầy nói là dân Sài Gòn, dân Hà Nội 1 triệu người đi xuống dưới đòi hỏi cộng sản trả lại quyền làm người cho dân tộc, không thể nào cộng sản giống hơn 1 triệu người, đúng không quý vị? Quý vị thấy có một cái đau khổ thế này nè, thí dụ bây giờ ai đây ai hút thuốc thì chưa thay tôi coi, ai hút thuốc nè, ông Dượng cũng hút thuốc luôn đúng không Dượng? Dạ. Rồi ông hút, ông đang hút thuốc mà lưỡi lúc mà hết tiền đó nha, ông đang hút lửa cỡ cái ông rớt cái là nó còn nửa điếu, nó rớt cái đó, ông có lợn lên hút không? Lợn lợn lý do tại sao lợn? Tại vì cái điếu thuốc đó là của ông. Ok, rồi cái mắt kiếm ông cứ chuối, ông làm rớt cái mắt kiếm, cái mắt kiếm trị giá chừng 100 bạc à, ông có đi tìm cái mắt kiếm đó không? Tìm, tại vì mình nghĩ cái mắt kiếm đó của mình, đúng không? Như vậy rồi cái xe cũ mà nó có mất đi nữa đó, mặc dù cái xe trị giá 1.000 đồng đi đổ rác thôi, mà về thấy không có gì cũng chạy đi kiếm, mà bắt được thằng bể nó lấy, hay là cái người người nào lấy đi cũng lại cũng đồ đánh nó nữa, phải không? Rồi bây giờ một đứa cháu ngoại của quý vị mà nó bị học về mà nó bị mất tích, bây giờ có đi kiếm không? Kiếm kiếm vì xã hội của quý vị sợ là bắt bán nội tạng. Rồi con gái của quý vị á, nó bị một người nào vô hãm hiếp á, quý vị có chống lại không? Chống. Tại vì con gái của quý vị. Rồi nhà của quý vị mà ai vô cướp á, rõ ràng ở Việt Nam ngày nào cũng có chuyện cướp đất cướp nhà, có không? Quý vị biểu tình, quý vị chống lại rồi lấy cái nhà đó, vậy quý vị cái nhà đó của quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị chỉ thấy được cái nhỏ, còn tại sao bây giờ toàn thể dân Việt Nam vô cảm vậy? Họ vô cảm tới độ giờ ở Việt Nam mình thấy không, một người bị xe cán họ lấy máy họ quay họ bỏ livestream họ không không đụng tới. Rồi quý vị thấy cái cảnh người Sài Gòn bây giờ hở một cái là đụng đầu quýnh nhau, rồi nguyên một đất nước sắp mất vào năm 2020 giờ tới Trung Quốc mà không ai lên tiếng nữa. Tại sao? Họ nghĩ rằng không phải của họ, họ nghĩ cái đất nước này 42 năm cộng sản nó chiếm được của Việt Cộng, thành ra người ta không không thấy đau lòng khi mà Trung Quốc nó vô nó đốt nhà hay là nó phóng xa nó thả độc, họ coi cái chuyện đó không phải của họ. Thì quý vị nghĩ sao bây giờ, ai nhìn được cái đó? Mình mất một điếu thuốc mình đang hút, mình cũng lộn mình hút tiếp, mình mất một chiếc xe mình cũng đi kiếm, mình mất một đôi dép mình đi kiếm, mất chiếc cà rá đi kiếm, nhưng mà mất cả tổ quốc, mất cả chục 90 triệu đồng bào sẽ làm nô lệ mà không ai lên tiếng. Thì quý vị nghĩ quý vị không đâu, quý vị buồn đấy, thấy rõ thì nói chưa? Tại tôi muốn nói là cộng sản là mình cũng phải thông cảm cho những người ở Việt Nam, là 42 năm nay cộng sản nó làm sao cả đất nước Việt Nam chỉ có ăn nhậu và chơi và không còn một lý tưởng gì để sống hết, và người ta nghi kỵ lẫn nhau. Giả sử bây giờ nè, con á, trực quan niệm con vẫn ví dụ như con là thiện niệm, con có tư tưởng muốn yêu nước, nhưng mà con cũng không tin cái thằng này đâu, bên Mỹ mình nó khác, tụi con không dám nói ra cái đó, mà nói ra tại vì nó tạo ra một cái chiêu để ai cũng sợ bị bắt hết, nó cai trị bằng một cái hệ thống công an. Thành ra sở dĩ thầy đưa một cái thông điệp ra, thầy không có đổi
thầy không có đưa cái kiểu giết sạch bắt sạch, tại vì ở đây ở Mỹ này là phải có là tòa án, đường lối của thầy được một cái gì của Michigan của Hoa Kỳ ủng hộ, tại vì thầy nói là đến đó đòi hỏi dân Việt Nam đứng lên đòi lại công lý, nhân quyền và justice cho cái dân Việt Nam bằng cái đường lối bất bạo động của Thánh Gandhi người Ấn Độ và ông Dr. King người Mỹ gốc Phi Châu. Rồi thầy đến đây bữa nay nè, lại chỗ văn phòng của Tổng thống Jimmy Carter để làm cái gì? Năm 1977, ngày 10 tháng 10, ông Jimmy Carter ông làm việc không mệt mỏi. Để chi? Cái thời gian đó phản chiến tại Hoa Kỳ nó vận động không cho một đồng bạc nào, sở dĩ gì năm 1 chúng ta thua là thua tại vì chúng ta không có tiền quân diện và kinh nghiệm. Hiệp định Paris là sao? Lập lại, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Ví dụ bây giờ mình bắn một viên đạn, Mỹ nó đền lại cho một viên đạn, mình rớt một chiếc máy bay, nó đền một chiếc máy bay, quý vị biết chuyện đó không? Một đổi một, nhưng mà rồi ông Nixon ông bị cái vụ Watergate ông rớt, không còn cái gì nữa. Trong khi Liên Xô, Trung Quốc nó đưa qua, Việt Nam còn qua bức tử rồi. Thì quý vị thấy trong khi đó, thiền nhân đổ đi ào ào, trong thời gian nó thay là một cái người thiền nhân. Quý vị biết cái thời gian đó vì không dựng viên, quý vị biết không? Tàu mình chạy qua tới Nam Dương nó kéo ra, chạy vô Mã Lai nó kéo ra, chạy qua Thái Lan nó kéo, nó đưa dầu chạy lang thang không có ai nhận hết. Muốn nhận một cái người Việt Nam Việt Nam phải có ngân sách. Nhưng mà lúc đó phản chiến Hoa Kỳ nằm 80% ở trong cái quốc hội Hoa Kỳ. Mấy tuần lễ trước là một số cựu chiến binh Hoa Kỳ khi họ trở về sau chiến trường Việt Nam, họ đã có được ưu đãi không quý vị? Người cựu chiến binh Hoa Kỳ không bao giờ được đón tiếp như những người cựu chiến binh Iraq đến từ chiến trường Afghanistan. Tại vì bọn phản chiến Hoa Kỳ cái gì đó không có như vậy, còn ai vô live stream. Tại vì người ta nói quân đội Hoa Kỳ là cái quân đội qua đây cướp bóc giết người, mà ngay cả ông Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ông cũng nói là ông hợp tác với cái con đào gì đó, con đào gì mà phản chiến đó, là con đó nó đi qua Hà Nội rồi nó đi tiêm truyền, nó chống lại người đứng Hoa Kỳ. Rồi quý vị thấy ông John Kerry cũng tổ chức phản chiến, rồi thượng bà thượng nhất là Nhất Hạnh cũng tổ chức, nói là một cái bơm của gì nó còn qua thả mà giết tới 300.000 dân Bến Tre, trong khi cái dân Bến Tre họ nó chưa tới 50.000, chưa tới 70.000. Thành cái dư lượng của thế giới nhìn thì nó còn qua là một cái quân đội hết giết dân giết người cướp cổ, mà nó không bao giờ nó nói những cái cuộc chiến ở năm 1968 cộng sản tuôn sống 60.000 người, nó không nói những cái quả đạn bắn vào những trường tiểu học ở cái này chết người, nó không nói những cuộc băng đêm gõ cửa đi giết người, nó không nói về những cái tội ác ở cộng sản, nó không nói gì cuộc cải cách ruộng đất giết 1 triệu người mà bắt, nó không nói nó tới 1 triệu đồng bào mà bắt di cư vô Nam. Nhưng mà sau khi đó, khi mà một đồng mất nước rồi Việt Cộng mà nó chiến dần Nam, nó dìm vào phần trình bờ đi, thì lúc đó quý vị biết làn sóng thiền nhân ào ạt đi ra, mỗi một ngày có mấy ngàn người đi ra mà chết trên biển mà không có về cứu. Do đó tổng thống Jimmy Carter mới yêu cầu ra cái sắc lệnh HR 7769, HR tức là Human Rescue, R là viết tắt, mà nó được phát hành vào năm 77, mà nó là trong năm đó ông ký được 69 dự luật. Cho nên cái bộ luật HR 7769, bây giờ tôi nhìn thông hiểu, được ký vào năm 77 và năm đó ông ký được 69 dự luật. Hiểu chưa quý vị? Là ông nhận tất cả những thiền nhân Đông Nam Á, kể cả Lào và Campuchia là có tiền. Thì khi ông xin cái dự luật đó, ông 3 ngày mà làm việc tới 11-2 giờ phim. Mỗi hồi sáng thầy mới cứ dùng cả ông một tổng thống là cái gì? Tirelessness, tức là cái người làm hoạt động không ngừng nghỉ mà vì vấn đề nhân quyền. Cuối cùng rồi có hỏi họ, ông dẫn người Việt Nam để làm gì vậy? Mình đã tốn 300 tỷ đô la, 58.000 quân đội Hoa Kỳ nằm ở chiến trường Việt Nam, về trên những cái túi đường sắt, hả? Trên mấy trăm ngàn thương binh của Hoa Kỳ mà không có làm được gì, bây giờ xin về mấy chục triệu đô la để mà cứu người thiệt nhân. Quý vị nhớ năm 77 mấy chục triệu đô la lớn lắm nha quý vị. Thì chính ông Carter ông nói này, dưới cái nhìn của ông, ổng là một tổng thống của đảng Dân Chủ, mà cái chuyện mà tổng thống Nixon lúc đó là tổng thống của đảng Cộng Hòa, cho nên ông thấy người Việt Nam không thua gì người Do Thái. Người Việt Nam mình rất là giỏi, người Việt Nam mình
Nếu mình nhận một người Việt Nam mình vào ở trong Hoa Kỳ, ông bảo đảm là cho một đồng người Việt Nam mình sẽ trả lại 10 đồng in trái tiền. Và ông vận động cuối cùng tới 11 giờ kia thì một số cựu chiến binh Hoa Kỳ họ biểu tình, họ yêu cầu ông phải ký. Bên kia thì phản chiến nó không ký, đã tốn 35 tỷ là không ký. Nó xô, nó sát nhau trước tòa Bạch Ốc. Cho tới 11 giờ khuya ngày 10 tháng 10 năm 1977 thì ông Carter mới bảo đảm nhận đi, một người Việt Nam sẽ đem lại trả chúng ta 10 đồng. Mình bỏ 1 đồng mình sẽ nhận 10 đồng. Mà bây giờ cái gì hỏi cái gì, 2 triệu đồng bào chúng ta tại Hoa Kỳ, con cháu của chúng ta đã trả lại cho Hoa Kỳ gấp 10 lần hay là 100 lần cái gì, 100 lần luôn. Thì bằng chứng ông Commissioner ông đến với thầy là sao vậy? Ông đến ông đọc những dân, ông xác nhận những người như là ông Phước trở lại hệ thống mình đã giúp cho Hoa Kỳ trên 10 lần 100 lần rồi. Thế hệ thứ hai thầy mới nói những thế hệ mà thứ hai của những năm hôm qua. Vậy cái chuyện làm của thầy là thầy mới không có ai để ý tới kỷ niệm 10 năm 40 năm mà Tổng thống Carter ký cái dự luật này. Nhờ cái dự luật này mà quý vị biết không, quý vị nên biết cái thẻ xanh nó có hai loại. Cái thời đó thẻ xanh của từ thầy đó là thẻ xanh là lái tham đó. Những người mà có thẻ xanh là cái đợt đó là biết không, là coi như không bao giờ bị đuổi về nước Mỹ, mà không bao giờ hết luôn. Cái thẻ xanh hồi xưa thầy qua đó là nó lái tham luôn đó. Cho nên quý vị hiểu cái ơn đó người ta quên hẳn đi. Mà Tổng thống Carter bây giờ quý vị quý lần sau, đối với dân Mỹ, ông là một tổng thống tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông để cái vụ Iran con tra, ông để cho tụi nước Iran nó bắt cóc người Mỹ ở ngoài này, xém gì nhớ giờ ông làm gì được. Tới hồi Reagan thả 24 tiếng không thả là ông xóa sổ nước Iran. Thành ra ông tổng thống Reagan là ông giỏi. Nhưng mà ông Carter đó, đối với Việt Nam mình là đại ân nhân. Vì ông là tổng thống của đảng Dân Chủ. Mà lúc đó quốc hội Hoa Kỳ được control bởi đảng Dân Chủ, thành ra ổng mới vận động được để xin tiền nhận người tị nạn Việt Nam. Và cái chương trình của chúng ta đó, từ đây tới đó mới có ào 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 ào. Những quốc gia khác thời đó không có ví dụ mà đi qua đây mà vô ào ào, cái lực của Carter là automatic, có cái I-94. Những người nào dính líu từ quân dân các chiến dịch năm 13 mà có chứng minh được là automatic được qua đây. Rồi qua đây rồi 2 năm là có liên kha rồi được bảo vệ cha mẹ vợ con nữa, rồi tiếp tục có những cái tiền cho thầy đi học, có cái tiền để cho thầy Medicare nuôi thầy những thời gian ăn học đó. Cho nên quý vị biết mình hầu như người ta không ai để ý tới một cái ông Jimmy Carter, mà hồi sáng này mình đến đó mình xin cảm tạ ông Jimmy Carter. Mà nó ngược lại đi với một ông commissioner, mà ông đó là commissioner của tiểu bang Texas, coi 27.000 cảnh sát của Texas. Tiểu bang này so với tiểu bang Texas nhỏ xíu à. Nhưng mà sao ổng là người của đảng Cộng hòa mà đến đó với cái phái đoàn của hệ thống dân tộc nguyên để tán thán việc làm của ông Carter. Bây giờ thầy nói chưa, ổng lại nói với thầy ổng là tôi đi cái chỗ ông Dr. King, mà ông nói thiệt đọc diễn văn, ông nói là ông Dr. King đã vận động được cái sự mà nhân quyền civil rights cho người da đen, mà có phải là những cái người mà da trắng tổ tiên của ông già ông đã cho tôi là những người đã vi phạm cái tội là kỳ thị chủng tộc không? Và tôi là những người da trắng đặt trong qua thủ phủ tại chế sĩ, tôi ủng hộ thầy là tôi phải nói tôi đứng đây với cái tình bạn, đúng không quý vị? Rõ ràng ông kia đó là ông da đen đó, ông đó thì kinh thì ông vận động nhân quyền cho người da đen, mà ai đàn áp chính người da trắng thôi, nó mua nô lệ. Rồi bây giờ cái ông bị trắng này lại là ủng hộ mình để khen tặng cái ông đó thì kinh, quý vị thấy một cái sự rất là hay. Thành ra cái buổi sáng này là cái buổi mà chúng ta thấy là nó thành công. Thành công là sao? Thầy gửi một thông điệp về Việt Nam. Ông tiến sĩ Dr. King, ông mục sư Martin Luther King, ông có một giấc mơ. Tất cả người da đen sinh trưởng tại Hoa Kỳ, dù là nô lệ hay là dù gì, đều được mọi quyền bình đẳng như người da trắng. Ông đã làm được rồi. Có 1 triệu người đi về thủ đô Washington DC năm 1963. Thì bây giờ thầy gửi một cái thông điệp. Thầy là follow cái dream, theo sau cái ước mơ của cái ông Dr. King. Thầy ước mơ là 1 triệu người Việt Nam ở tại Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn bây giờ là 13 triệu người. Tôi cần 1 triệu người đi sướng tuần hành trong năm mới 2018. Yêu cầu Cộng sản trả lại quyền làm người. Không đấu tranh, không đốt, không chém, không giết. Đi trong cái tình người, đi trong cái đấu tranh bất bạo động của tinh thần Dr. King và tinh thần của ông Thánh Nhân đi. Để mà đòi lại cái quyền của dân tộc, quyền làm người của người Việt Nam. Thành cái thầy gửi một cái thông điệp rất là rõ ràng. Thành chính phủ Hoa Kỳ không được ủng hộ thầy.
Chứ ông này ông đang ám tiệm đầu tiên, ông muốn đến với thầy ông. Ông dân bạn à, ông xin bị thật bài dân liệt, con có đồng ý không? Nếu mà thầy ra là nó giết sạch hay làm gì đó là ông dân. Tại vì Hoa Kỳ mình làm như vậy giống như là ISIS. Cái gì muốn xử một người nào phải có tòa. Thì cái việc làm tụi con đi vào sáng này đó, nó rất là lớn, tại vì nó giúp đỡ cho đất nước một cái ngọn cờ. Follow the dream. Và thầy nói thẳng luôn, tháng 12 này thầy gặp Rasmus Dorin, tôi thực hành cái giấc mơ đó ở tại USA đó. Tôi nói thẳng luôn, bây giờ 3 ngày đệ tử thầy kiếm được khoảng 400-500 đứa đi về USA giống như cách đây 10 năm 2010. Thầy đi đó, thầy đi xuống một phút USA, thầy ngày 31 tháng 12, ngày 31 tháng 12, bên đây là 31 tháng 12, 28, 29, 34 ngày của Tết năm nay để lễ dựng tôn tượng Đức A Di Đà đầu tiên. Tại sao tôi chọn ngày 31? 31 bên đây là bên kia New Year chưa? Bên đó hàng triệu đồng bào đang ăn chơi Sài Gòn đó. Tôi yêu cầu bây giờ quý vị đứng lên, quý vị dâng cái biểu tượng thôi. Còn như Bradley Dorin theo sau cái tinh thần của ông Dr. King, yêu cầu Cộng sản trả lại quyền làm người, trả lại cái dân tộc Việt Nam, trả lại những biển, trả lại những hòn đảo đã bán cho quân Cộng. Thì như vậy quý vị thấy, đó là tại sao thầy chọn ngày 31. Bây giờ quý vị có thể không lại làm chính trị, sai rồi hả? Bây giờ Thái với Hiệp Pháp cũng làm chính trị nhau đó. Bây giờ con Hiệp Pháp tự nhiên mà nó mua cái Mercedes cho Thái, nó phải có cái chính trị gì trong đó, muốn đồ dạ. Nó có âm mưu chứ bộ ngoại từ chính trị là hiền từ, coi như linh thường là muôn đồ. Người ta cứ nói là chính trị, bây giờ hỏi trong này nè, bây giờ trong này ai có dâu không, đưa tay coi. Là bà mà muốn lấy lòng con dâu á, bà phải mua cái quà gì bà cho nó, đúng không? À, má sắp đi Việt Nam rồi, bà muốn làm sao để cho nó vậy? Tất cả mọi hành động của con đều chính trị hết, hả? Cho nên đừng có nói thầy, nhưng mà thầy làm gì? Thầy chính trị là gì, thầy hay là gì dân tộc Việt Nam? Bây giờ tôi nói rõ ràng, cái gì thấy? Một điếu thuốc cái gì hút mà lỡ lớn đó chứ đáng gặp cái gì ghê? Đi ra còn lỡ hút gì? Tại sao gì? Cái điếu thuốc đó của mình, một đứa con gái của mình bị hãm hiếp, mình đi thưa ra tòa này, đứa con gái đó của mình, cái nhà của mình mà bị gì cộng lời nó đập nó lấy đó, mình có đứa của mình. Nhưng mà cả một dân tộc, trong đó 90 triệu cô gái bị bán ra làm đĩ Đài Loan, bao nhiêu đứa trẻ đang bị mổ nội tạng bán cho Trung Quốc, bao nhiêu những cái người mất nhà mất cửa, mình không nói tên, mình nghĩ cái đó không phải của mình. Như vậy quý vị là người gì? Hiểu chưa quý vị? Thấy con thì không đáng chưa? À, đừng nói con có chính trị. Thằng ca tơ mà nó muốn gì nó cũng chính trị với con à. Dạ. Nó muốn xin cái gì rồi nó hôn con. Dạ có. Nó đi chiêu hết à. Con tiếp tục có chính trị luôn đó. Dạ. Nó muốn mua một cây máy gian nó có định con. Cho nó, bởi bữa nay thầy nói, bây giờ tôi nói, bữa nay tôi liên, bữa nay tôi mừng. Tôi mừng là tại vì cái buổi lễ nó thành công. Tôi có mặt ở Atlanta này không phải là phát tu, mà để tôi thăm cái ông Dr. Martin Luther King, ông tiến sĩ mục sư nhân quyền. Tôi thấy ông làm hay quá. Ông đưa được 1 triệu người không phải về thủ đô để đập phá, để chôn chĩa hay là để phá những cái tài sản của những người da trắng, mà yêu cầu ông có một I have a dream, có một giấc mơ. Tất cả những người Mỹ dù da đen, da trắng, da vàng, da đỏ mà sống Hoa Kỳ đều được hưởng bình đẳng như nhau. Giờ cuối cùng bây giờ chúng ta nếu mà không có một Dr. King á, giờ này chúng ta đi ra nhà hàng chúng ta phải lên cái cửa dành cho da màu. Chúng ta không thể nào ngồi ăn chung với người da trắng. Chúng ta lên xe bus chúng ta mới lên cửa sau, có không quý vị? Có. Như vậy chúng ta đang hưởng cái quyền lợi từ việc làm của Dr. King. Tại sao không có người nào để đến cảm ơn ông hết vậy? Thấy rõ ràng. Dạ. Chứ là không có gì sai. Rồi bây giờ ông tổng thống Jimmy Carter, ông ký cái sắc luật HR 7769 mà để cứu hàng triệu đồng bào, thầy đang hưởng cái đó, quý vị đang hưởng cái đó, mà tại sao mình không có một tiếng cảm ơn khi ông còn sống vậy? So sánh với ông bây giờ cựu tổng thống Hoa Kỳ, mà bây giờ ông sao như vậy? Ông đi coi vô bếp đi, ông đi cất nhà cho homeless ở, ông đi qua Phi Châu, ông đi giúp người nghèo này này kia. Mà bây giờ nếu mà một cái như Nguyễn Tấn Dũng bây giờ không còn là thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng có đi cất nhà cho dân nghèo không? Nguyễn Tấn Dũng bây giờ bệnh viện Chợ Rẫy để phát thuốc cho dân nghèo không? Dạ, không dám có. Như vậy cái người nổi, cái tư cách của tổng thống Jimmy Carter cũng đủ để thầy đến, thầy đánh về rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ quý vị hiểu tại sao thầy đi đây không phải vì cái pháp hội. Nhưng mà thầy đi là cái việc mà tức là
biết ơn đó nó có nằm trong cái lời Phật dạy không quý vị? Dạ, dạ có. Đức Phật có dạy tôi ơn thầy đâu làm gì sai đâu. Đức Phật có niệm mang ơn phải trả ơn. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, cái việc làm của thầy mang ơn trả ơn thì thầy đâu có cái gì sai trái đâu. Dạ. Rõ ràng tưởng là ơn tổ quốc, mà bây giờ đất nước Hoa Kỳ này cũng là tổ quốc của thầy và tổ quốc của quý vị đó. Quý vị có đồng ý không? Dạ đồng ý. Thời gian tôi sống ở đây nhiều hơn thời gian tôi sống ở Việt Nam. Đúng rồi thầy. À, cho nên đối với sư phụ là thầy riêng, không phải không có cơ hội, nhưng bây giờ thầy nói nè, cái việc làm của thầy toàn bộ ở cái tiểu bang này người dân đây tức là đó, cái ông chủ khách sạn mà sáng nay chúng ta ở đó, khi mà chúng ta check out ra ông đứng chụp hình, ông hỏi thầy làm cái gì vậy, nói tôi đi xuống để cảm tạ cái ông mục sư tiến sĩ Dr. Kim đã vận động nhân quyền năm 1963, bây giờ tôi được hưởng quyền lợi đó. Ông chụp cái thầy nó bỏ lên bếp mà mình đã ủng hộ rồi, ông nói thầy lần sau thầy đến đây tôi đích khao cho thầy 50%. Dạ. Tại vì tôi là người da đen mà thầy đến để ủng hộ. Yeah. Sở dĩ giờ này tôi mở được làm chủ khách sạn Hilton này là nhờ sự đấu tranh của Dr. Kim, mà thầy ủng hộ cái người mà cha đẻ của chúng tôi được giờ này, thành ra tôi sẽ ưu tiên cho thầy. Như vậy tôi nói rõ quý vị, sau khi cuốn băng này được phát lên trên hệ thống internet toàn cầu chính thức ra trong một ngày gần đây, dù về tới nơi nghỉ thì cái ban tổ chức của cái chỗ mà cái văn phòng của ông tiến sĩ Đỗ Tịch Kinh, ông nói là năm mai năm tới ngày 8 tháng 4 năm 2018 kỷ niệm 50 năm ngày tiến sĩ Martin Luther King bị ám sát, 8 ngày tháng 4. Tại vì ai ghét ông, những người da trắng hồi đó họ, tại vì ông này ông đòi hỏi người mình trắng này, thành ra cái nhóm đó là nó bắn ông chết. Như vậy sang năm là cái năm mà 50 năm, mà ông nói là lần đầu tiên hồi xưa tới giờ cái chỗ mà đài tưởng niệm của ông Dr. King chưa có một phái đoàn nào của nước nào để mà ca tụng hết, tri ân ông hết, mà giờ ông là một cái người Á Châu, ông lãnh đạo một cái hệ thống Phật giáo, ông đến ông làm. Cho nên tôi sang năm đúng ngày đó tôi mời ông, tôi sẽ có 300.000 người các nơi, người da đen ở khắp Hoa Kỳ, cái thế giới, họ về họ dự lễ 50 năm, những người mà cảm ơn sự việc làm của Dr. King và người ta thương tiếc ông đã hy sinh vì ông đấu tranh vì nhân quyền mà ông bị bắn chết á. Tôi mời phái đoàn ông nằm trong hàng ngũ danh dự để ở trên buổi lễ đó vào năm tới, 6 tháng nữa, ngày 8 tháng 4 năm 2018 là kỷ niệm 50 năm. Bây giờ tôi nghĩ làm sao, lúc đó là tôi mới nghĩ tới cái chuyện tôi sẽ mở một cái pháp hội tại đây để tôi đưa đệ tử tôi về giữ chết. Thì bây giờ cái ngày đó là đúng ngày chủ nhật, tôi mở đây thứ 6 thứ 7, tôi đang nhức nhối về cái vấn đề tôi đưa cho ông tốt này, tức là ông Thiện Tâm này, ông sẽ đón đưa 500 người của tôi. Ông là trưởng ban tổ chức pháp hội, nhưng mà ông có biệt hiệu là con rùa dưỡng thai. Con rùa nó chậm không quý vị? Nó lại là có bầu nữa. Nhưng là con rùa dưỡng thai từ đây nhớ nha. Dạ. Từ đây tôi đặt ông có biệt hiệu là con rùa dưỡng thai. Vỗ tay. Bây giờ cô có khả năng đưa đón 500 người không? Nhưng mà đón năm nay tới 2020 mới đến. Được chưa? Ông làm sao đón có mấy người mà ông đón ngày hôm qua, ông để cho ông dưỡng đứng ở trên trường bao lâu? 3 tiếng. Rồi ông để cho con để bao lâu? Dạ 2 tiếng. Đó nữa có 2 người thôi mà 2 tiếng. Hả? Bây giờ ông nghĩ sao mà tôi tin tưởng để cho ông đón 500 người đi, nhưng mà đến mai tôi làm được chủ cái sạn, ông nói ngày được lo. Ngày bước vô khách Hilton, chúng tôi sẽ có xe bus shuttle. Chỉ việc ông cái ông con rùa dũng thai, ông đứng tại đó, ông mặc bộ đồ đỏ, ông đội cái mũ đỏ, ông có cái chữ A Di Đà Phật, thì tất cả những người mà thấy ông mà đứng đỏ lồn ở là sẽ nhà khe ở hai cái đường đó, là người ta đón tại đó rồi xe bus cái sàn xe chạy lại đón chúng tôi, có 10 chiếc xe bus, mỗi một chiếc tôi chở 25 người, 10 chiếc 250, 20 chiếc tôi chở về check in vô trong cái sàn đó. Tôi cho ông ăn buổi sáng phi, buổi chiều 5 giờ phi, ông chỉ lo có buổi trưa thôi, thì lúc buổi trưa là do ông này nó muốn bỏ lại. Đúng yêu, trời nó lưu đãi cho có mười mấy ngày trò chúng tôi, mà từ 12 giờ trưa tới 6 giờ chiều nóng hoài, không thấy lúc nào muốn điều nữa. Thầy, tụi con kêu ổng, mà ổng kiểu về bên miền Tân, tụi con không biết nữa. Con về là con ọp vô nó. Ông gọi tôi mấy lần luôn. Có không?
không có khẩn thầy vậy nên họ pháp hội, nhưng mà tôi biết tôi nhìn tướng ông tôi nói là con rùa dưỡng thai rồi. Nhưng mà bây giờ tôi quyết định là tôi nói này trên mạng không phải là pháp. Sang năm tôi sẽ có pháp hội giáo lên ta này. Nó tay con rùa dưỡng thai này chỉ có việc là ban cái dây ấy là phật. Tôi cho ông bộ cái mũ của sư Lê Tạng á, cái mũ mà sư được chưa? Cái mũ mà sư Lê Tạng á. Dạ. À, Giang Khe, đến như Giang Khe. À. À, rồi bữa cái ông sư của Giang Thích thì từ cái mũ đầu tiết sĩ Ấn Độ nữa. Là nổi, ông đi qua đi lại đó là dồn sức đi đặt lên làm mà. Thì tôi nói bây giờ tất cả Phật tử mà đáp xuống ở lên ta chỉ đi ra thấy vị Đạt Lai Lạt Ma nào mà đi lang thang á, cái mũ thì mũ già, dọc thấy mũ già, tên này có cái già kè, nhưng mà áo có cái nhật từ. Là lúc đó là lên đó là ông gom lại đúng 25 tên là gọi một cái, là khách sạn đưa xe bếp ra trở về, và ông chỉ ngồi đó thì ông cứ đi lại được đúng không? À. Tôi cũng thắc mắc cái tên rùa dưỡng thai này tại sao nó mua được hai căn nhà vậy? Những người mà mua nhà là những người phải đánh lẻ miệng bằng tay, tay bằng miệng. Nhưng mà cái tên này tại sao thì suốt cùng tôi mới tìm ra à, cái gì nó cũng có cái lý. Cái người đánh lỡ đó thì làm tiền xong là xong, xài tiền rất là lẹ. Còn cái người chậm á, làm tiền năm sau chưa xài tới thì nó dư ra bởi vì mua nhà với đại gia. Đúng không vậy? Tại vì á, ví dụ bây giờ nó quảng cáo xe, ví dụ ông này cũng làm được năm nay 100 ngàn. Mà giờ có Mercedes quảng cáo có không Diệp Hát? Thấy không? Diệp Hát là vô coi cái Mercedes nó xe là Diệp Hát chạy liền, nhưng mà ông cũng lấy cái cúp bông chở ông đưa này anh. À, ông chồng dưỡng thai coi đi, ông bỏ vô túi, nhưng mà tới năm sau mới coi. Thành ra ông ra coi là cái S3 cái cúp bông rồi, thành ông mua. Thành nhờ con rùa dưỡng thai làm rất chậm, nhưng mà xài tiền rất chậm, bởi vậy mua nhà mới trả cá. Vậy đại, đại. Mà tôi chửi ông không có giận. Dạ. Tại vì chửi đó nhưng mà chưa có biết nói gì. Rồi một năm sau nó à cháy là mình bị chửi thành ra. Thấy chưa? Nó có cái lợi. Tôi kể luôn tôi chửi nhiều pháp ra nhảy liên tử. Tôi qua tôi cực khổ mà thầy làm gì hết. Tôi chết. Nhưng mà cái ông này là ông chửi ông cười. Có phải là ông tu được cái hành nhẫn nhục không? Dạ. Nhưng mà một năm sau biết là ông thầy này chửi thì tự nhiên quên đất mẹ rồi. Giảng sang rồi chứ. Nó có lợi lắm. Đó, bây giờ tôi giới thiệu ông từ nay hả, tôi nói tới con rùa dưỡng thai rồi quý vị biết ông tốt. Coi như là coi nhà thuốc vừa, nhà thuốc gì đó. Diệt Thảo. Nhà thuốc Diệt Thảo. Nghe không? Thì ông nổi tiếng thế giới để hôm nay đang livestream đó. Dạ. Bữa nay không phải pháp. Dạ. Điều kiện để tham dự cái khóa tu đó. Ok, khách sạn tôi bao. À. Ăn uống buổi sáng tôi bao, yeah. Buổi chiều tôi bao, buổi trưa là ngủ tôi thay bao. Được không? Cố gắng, cố gắng. Rồi, bây giờ đó, mình sẽ đi khách danh dự của cái kỷ niệm 50 năm ngày mục sư Dr. King bị ám sát. Ám sát là ông mời thầy. Bây giờ khách sạn ông chủ cũng là người gốc da đen, ông offer cho mình 50%. Đó. Xe cổ cũng vô đó. Rồi bây giờ ai được vô, bây giờ ai cũng đều đi vô đó lấy cái tiêu chuẩn nào đi lọt cho tăng đoàn. Ai ưu tiên số 1 là tăng ni tu tổ đầu lọt đoàn có vô. Ưu tiên số 2 là xuất gia vô viên. Ưu tiên thứ 3 là những người vô đây tu bắt con trai. Ưu tiên số 4 mấy bà đó là những bà coi như là cao máu tiểu đường. Mấy bà như bữa nay như là cô ngày nay đi có chút xíu mà thấy không xỉu là phải không? Kể đến những người ăn đậu lít như Nguyên Tịnh, hiểu chưa? Ông Nguyên Nghĩa. Tại sao vậy? Tại vì tôi thật sự đó, cái tháng năm tôi phải lấy cái tiêu chuẩn. Ưu tiên 1 là tôi chỉ, tôi vĩnh viễn. Ưu tiên 2 là tôi xuất gia. Cho nên ai muốn lọt vô trong cái hạt là danh dự là cạo đầu tôi là lọt vô đó. Vậy thôi. Bạch sư phụ, con nghĩ là sư phụ Mỹ nói là
số lượng có giới hạn. Dũng cảm quá à. Ưu tiên số 1 để chỉ ghi danh, ưu tiên số 3 để cho ông rồi Dũng Thái gì. À, giờ hiểu chưa? Thầy nói gì vui vẻ. Bây giờ tôi nói, nãy giờ tôi nói không phải pháp, bây giờ tôi giảng pháp nè. Tôi đố quý vị, tại sao khi từ khi chúng ta đọa vào con người, chúng ta sẽ có cái cơ, Đức Phật nói loài người là loài người quý nhất, loài người, từ cái loài người mới trở thành Phật, thành tiên, thành thánh, thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, mà cái loài vật Phật không nói. Đố quý vị tại sao vậy? Mà khi mà tụi con đọa làm con vật rồi đó, quý vị biết một thở nọ Đức Phật đưa giảng pháp trong đình sát hiện viên, thì Đức Phật thấy một cái con chim, con quạ nó đứng trên đó, nó hót, thì Phật cười, cái ngài đang hỏi sao mà Phật cười, nói là bảy vị Phật ra đời rồi mà con quạ này nó vẫn còn cái đầu thai là con quạ hoài. Thì lúc đó Phật nó hỏi ngài Anan lý do nào mà không được mà đi lên tiến quá cao. Đố cái gì? Hả? Ông này nói trí huệ, cũng nói được cái đại ý, nhưng mà lý do sao mà không có trí huệ. Loài người khác loài vật là chúng ta có chữ tính, có niềm tin. Con vật nó không có niềm tin gì hết trời. Tôi hỏi cái gì? Bởi vậy đối với đề tài tôi sắp nói đây là chữ tính, là tính là thành Phật hay không, không là chữ tính. Đức Phật nói ai có chữ tính mới được giảng sanh. Mà bây giờ cái gì dạy cái pháp môn niệm Phật cho con mèo, con chó, con gà không có tính gì hết á. Hả? Là con mèo, con vật là sao? Hả? Nó đói nó thấy đồ ăn nó ăn, nó khát nó uống, mà nó mệt nó ngủ. Mà con chó đực mà thấy con chó cái là nó nhài vô nó làm chuyện đó, chứ nó không có một suy nghĩ gì hết. Cho nên bữa nay tôi gửi một cái thông điệp, nhiều người nói tu thiền là gì? Đói ăn khát uống bệnh ngủ trật rồi. Như vậy chúng ta không có cái niềm tin, chúng ta không có một cái tư tưởng gì, chúng ta làm việc theo cái bản năng. Người đó hoàn toàn sẽ mãi mãi không bao giờ được về cõi Phật hết. Con vật nó không có niềm tin, nó có tin gì hết trời á. Thành ra nó mãi mãi nó không bao giờ tiến lên được. Còn chúng ta do có niềm tin, chúng ta mới từ chỗ đó. Thí dụ bây giờ quý vị muốn, đầu tiên quý vị muốn về dẫn sanh, quý vị phải có niềm tin Đức Phật ở gì nè. Dạ đúng. Tụi con ngồi đây, tụi con nghe thầy thông lai giảng pháp, tụi con phải có cái niềm tin với thầy tụi con mới nghe. Còn bây giờ đem con chó vô, không có niềm tin không được. Nhưng mà niềm tin đó là người, tại sao phải đi xuống? Do cái niềm tin đó mà đi xuống, mà do có niềm tin đó mà đi lên. Tại niềm tin nó có bốn loại. Thứ nhất là mê tín, thứ hai là tà tính, thứ ba là cuồng tính, và cuối cùng thứ tư mới là chánh tính. Cái người chánh tính người đó sẽ đi lên, cái người mê tính người đó đi xuống, cái người tà tính người đó đi xuống, người cuồng tính người đó đi vào địa ngục. Bây giờ ai là loại cuồng tính? Những tín đồ Hồi giáo đó, muốn lên thiên đàng giết người càng nhiều sẽ được. Bây giờ cái đó phải là cuồng tính không quý vị? Dạ cuồng. Điên cuồng. Dạ. Mà tin. Mê tín là sao? Cùng là quy y Phật, nhưng mà quý vị vô đây quý vị lại Phật để xưng, xưng cho con được vào, xưng cho cháu nội đậu trường đại học, xưng cho cháu ngoại được làm neo pháp tài, xưng cho ông xã con hết bị bệnh tiểu đường, xưng cho cái nhà Việt Nam bị cộng sản lấy được đòi lại. Như vậy cũng là mang tiếng đạo Phật, nhưng mà người này lại như vậy, người này chết vẫn đọa vào ba đường ác, vì người này đến với Phật bằng cái mê tín. Hiểu chưa quý vị? Rồi đến một cái ông thầy dạy tầm bậy, gặp ông thầy đó là tà sư, thì ông dạy tà tính. Tà tính là sao? Ông dạy cái gì? Cúng dường như con bây giờ tà sư sao? Tôi thí dụ, bây giờ nó có những cái phong trào là họ bây giờ cái phong trào đầu tiên họ dụ quý vị Phật Ngọc. Đi Phật Ngọc cho đã được rồi, họ nói là cái miếng này lấy từ cái bụng Phật, lấy từ kia là đẻo ra. Đã được bây giờ hết lừa được rồi. Họ chuyển qua đi hành hương độ để được về nó lại với Phật, nghe Bồ Đề Đạo Tràng có phước, cũng gọi là tà tính. Thật sự do Ấn Độ nó ở đó, nó ở sát ngay Bồ Đề Đạo Tràng không có gì. Nhưng mà nó nghèo nhất thế giới. Mình trong năm mình có đến Ấn Độ, có lần mình lại cái Bồ Đề Đạo Tràng là cái chỗ Đức Phật thành Phật. Mình lại cái chỗ Đức Phật đản sanh, mình lại cái chỗ Phật thuyết pháp, mình lại gọi là tứ động tâm, mình lại cái Phật Niết Bàn. Thì bây giờ mình lại cái chỗ Đức Phật ra đời là mình gì? Mình lại cái nơi Đức Phật chung nhau cách rúng thì có cái gì đâu lợi. Dạ. Rồi mình lại cái chỗ mà Đức Phật mà chuyển pháp luân trên Nam An Vô Trình Như đầu tiên tại Dương Nai, là giải cái chỗ Đức Phật dạy học, thì có tội gì làm sao mà hết phước được. Dạ. Làm sao mà có phước được. Rồi mình lại cái chỗ Đức Phật ngồi thiền mà được kết quả là lại cái chỗ ông Phật được cấp bằng coi như ra trường.
rồi mình lại cái chỗ Phật cho Đức Bà lại lại cái chỗ ông chết, giống như mình lại cái nghĩa trang có cái gì đâu. Cái đó kêu là cuồng tín và mê tín. Rồi bây giờ có một số thầy đó là lấy vàng Hùng Phước Sơn vàng tượng Phật có chưa? Dạ có. Mà ông Phật Thích Ca hồi đó ông có quý vàng không có gì. Dạ. Ông bỏ trả ngay vàng điện ngọc ông đi, mà mình bây giờ mình làm cái chuyện đó mãi mãi cái người đó dù phết vàng dù đóng hàng trăm lượng vàng người đó vẫn đi xuống địa ngục vì người đó làm theo cái gì? Mê tín, cuồng tín và tà tín. Chỉ có người chánh tín là cái người đó mới được lợi nhất. Bây giờ tôi nói chánh tín cho quý vị thấy nè, bây giờ tôi nói rõ quý vị nghe cái bài kinh này nè. Tôi hỏi quý vị, trên thế gian này cái gì là của quý vị đâu, quý vị tìm coi nè. Nhà có phải của quý vị không? Nếu mà nó của quý vị phải ở trong này 24/24. Không có. Thầy hỏi rồi, chồng con có phải của con không? Không. Một ngày không cần thái được bao nhiêu giờ? Không biết vậy thì. Không? Nếu mà nó, nè, đó là của con á, thì lúc nào con phải nắm trong tay nè. Phải không? Một ngày con ở gần nó được 10 tiếng không? 24 tiếng đồng hồ gần được 23 tiếng không? Dạ 23. Cũng không được đó. 24/24 chứ là vàng 24 carat. Mà vàng con thằng Thái là vàng 18 không? Chứ là vàng 18, vàng 14 không? Vậy là vàng giả rồi. Như vậy đâu phải của con. Rồi tôi hỏi xe có phải của con không? Nếu mà cái xe mà CD đó là của con á thì con phải ngủ cho cái xe đó 24/24. Như giờ con lái xe mấy tiếng, một ngày con lái mấy xe mấy tiếng mà CD. Vậy đó có 2 tiếng của con, còn 2 tiếng là của ai á? Xe không phải của con. Rồi tiền có phải của con không? Có khi là người nào mà cầm mấy trăm ngàn đô mà cầm 24/24 không? Bỏ một xem tiền bạc, bỏ ngân văn khao. Chỉ có khi nào mình ra mình cắt cái mình lấy 100, mình lấy 100 mình xài có không? Mình mới ăn một cái tô bún bò, mình đi ăn cái gì vô bỏ vô bụng. Tôi không thấy của con nữa. Nếu thật sự là có nhiều người thầy, tôi nghĩ rồi. Cái gì mà mình ăn vô miệng là của mình, xin lỗi. Nếu ăn vô miệng của mình thì nó nằm hoài trong này, trời mới vừa bước vô cái là 4 tiếng nó đẩy ra, nó trả mẹ nó là toilet. Cái gì đồ ăn không phải của mình, như vậy cái gì của mình, quần áo không phải của mình nữa. Cái gì của mình, cái đó cái tự nhiên nhất là cái trí huệ và cái Phật tánh là của mình, không ai lấy được, không ai lấy được trí huệ của quý vị. Nhớ kỹ, những người bị ta lừa gạt là những thằng ngu. Những thằng ngu mới bị ăn cắp, mà người có trí huệ rồi không ai lấy được hết. Bây giờ ăn cướp vô đây, nó nhào vô nó chỉ súng nó lột mấy tay, bà này đều già lột, mày bà này có học sòn lột. Dây ông này nó ngắn quá đi, 70 tuổi đỉnh lùn lại. Mà nó cao lắm chứ sao không thấy không được. Cho nên nó chỉ ở trong này đeo đồng hồ, nhân ti đeo đồng hồ nó lấy được không? Nhưng mà nó lấy được trí huệ nó về trong tay không? Dạ không. Không lấy được. Dạ. Cho nên cái đó mới là của mình đó. Nhưng mà lần nào lạ một cái là tôi đi đâu tôi cũng nghe người ta than cho con nghèo quá, con thiếu nhà, con thiếu xe, con thiếu đủ thứ. Không nghe ai than tại sao con thiếu trí huệ. Cái của mình, cái Phật tánh là của mình đó quý vị. Cái Phật tánh không ai lấy được, nhưng mà cái ma tánh người ta lấy được. Tại sao ma tánh lấy được? Ma tánh là sao? Bây giờ tôi sự tôi lấy ma tánh của một người coi nè, thấy không? Tôi gọi điện thoại về tôi nói nè, bây giờ hình như là sư phụ gọi cái tiêu dùng cái mà cái điện thoại iPhone thì tắt, coi vợ ông ở đâu. Dạ. Cái độ sau là cái địa chỉ của trang Nemo. Bây giờ nó điên không? Bắt đầu ma tánh hình dụng, bắt đầu nó bỏ đi, nó muốn nhớ về, nó giữ về, không phải là tôi lấy ma tánh nó ra được được. Nhưng mà cái từ vi tánh của thầy hay là cái thiện xả tánh của thầy không ai lấy được hết. Cho nên từ đó tụi con mới thấy rõ. Cái đồ ăn mà nó nhiều người ăn cái gì ăn vô miệng của mình, không phải. Ăn vô miệng cũng 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng là nó lấy lại rồi. Như vậy quý vị sinh ra đời, quả địa cầu này đã có 4,5 tỷ tuổi. Từ 4,5 tỷ tuổi tới giờ quý vị coi Tần Thủy Hoa xây Vạn Lý Trường Thành, bây giờ có giữ được Vạn Lý Trường Thành không? Dạ không. Rồi Nã Phá Lưng, một cái hoàng đế nổi tiếng của bên Âu Châu, ông chinh Đông Phạt Tây, ông đánh được ai không cũng còn gì hết rồi. Cho nên từ đó quý vị thấy rõ, cái quả địa cầu này nó cho chúng ta ra đời, nó bắt chúng ta tạo nhà, tạo cửa, tạo xe, tạo khổ, rồi chúng ta ra đi nó lấy sạch bắt, rồi chúng ta lại lui vô lại để chúng ta tiếp tục lại, vì nó lột nó bóc chúng ta nữa, mà chúng ta làm đi làm lại. Cho nên chết không phải là khổ, nghèo không phải là khổ, mà vì không có trí huệ
để chúng ta đi vào luân hồi sinh tử suốt ngày, cứ làm đời làm tôi làm mọi cho cái quả địa cầu này, cho cái thế giới này. Cho nên cái đó là những cái đề tài thầy sẽ giảng ở trong pháp hội Atlanta năm 2018. Mời. Đúng rồi. Vậy nó mới ăn tiền. Con người nhận sai là vậy là không được, không có vậy được rồi. Cho ông thời gian suy nghĩ. Từ đó tụi con thấy không? Không có gì nó khó đó. Cái trí huệ quý vị thấy rõ ràng nè. Thầy không đứng băng khăn, tại sao vậy? Thầy giao cho thầy không? Bây giờ ngày đây khi thầy xuống đây á, là thầy nhận được 10.000 từ cái tay của thầy chuyển được, của tên chùa Bồ Đề chuyển xuống, đúng không? Rồi ngày qua tôi đi đám được 4.000, tôi cũng đưa cho ông thầy không giữ. Rồi tôi một tháng này ta cúng tôi 600 mấy cái bà, tôi cũng đưa cho ông giữ. Có phải ông bây giờ lo khẩn cấp không? Ông thầy không giữ, ông giữ 10 mấy ngàn, tôi có lo nó không mất nó, mình mất mày đỡ. Ai dạy ai không? Ủa thì tôi sử dụng cái trí huệ thôi. Ông thầy không được tiếp thu quỷ, nhưng mà giờ ông đi mà hỏi ông giữ trong người 14.000 mà 14.600 đồng lo không? Không phải lo. Lo. Lúc nào cũng cho cũng dễ đó. Còn bây giờ có 3 cái làng, 4 cái làng tôi không đứng lên sao? Ai té đâu là xung mấy thằng đệ tử tôi đi. Lúc xuống tối. Có cái gì không? Thành ra cái đó là cái trí huệ đó quý vị. Mà quý vị có vui khi mà một cái người 4 người già Colorado mà chạy lên bên North Colorado và trúng tiền North Carolina hay gì đó. Carolina. Bà cúng cho tôi, cô trong năm đó nghe. Dạ con này tới. Ở đây này, muốn cúng bà còn đây. Mà mấy bà đưa cho tôi, mà tôi không đi ra trước đại chúng đó, là về bắt đầu thì bà mới suy nghĩ, không biết cái tiền này ông sẽ cúng xài cho ai hay đâu. Ví dụ. Bây giờ tôi lại đưa ra cho thầy thầy không trước mặt quý vị, đúng không? Dạ. Thì bây giờ đợt sau xuống không phải 600 mà là 1.000. Còn tôi mà dạy đó, tôi là cái thằng mà không có trí huệ đó, tôi im im thôi, tôi không nói cho ai biết hết. Rồi tôi khôn lắm, tôi cho người đưa cô liền đi về nó có. Nó về để vô tập cho mấy bà phái vào chiều tôi giấu. Làm tôi giấu số tiền đó thì sang năm bà này bà sẽ cúng từ 600 còn 600 thôi. Hiểu chưa? Tại vì tôi làm cho bà tăng cái niềm chánh tính. À cũng đúng chỗ rồi đó. Ông thầy tông lai này cũng đưa thay cho thu bí trước mặt luôn. Thành ra cái chuyện đó bị sử dụng cái trí huệ thôi. Thấy không? À, sở dĩ tôi vì cộng nói sao? Tôi bị đánh tả tơ mà không lai chẳng dụng rơi. Bây giờ này vẫn chịu chơi là tại vì tôi sao? Tôi dùng cái cảnh giảng là trí huệ. Tôi mà đó là lời Đức Phật dạy, lời Đức Phật dạy. Con bà kia bà hỏi thầy, bà hỏi thầy, tôi người tôn giáo tôi hỏi thầy câu này nha thầy, đừng có buồn, hỏi sao vậy? Tôi thấy thầy đó thì có bệnh hoạn gì đó không? Đó họ có bệnh ung thư mà giờ hết rồi, mới là này. Tôi thấy thầy đó thì tôi nghĩ thầy cũng có ăn có học, thầy nghĩa là cũng có đầy đủ tướng mạo của một người đàn ông, lục căn đầy đủ mà đẹp trai nữa. không dám so với người không dám đẹp trai, nhưng mà đứa tuổi 66 vậy là đẹp đó. Dạ đúng. Phải không? Thì tại sao thầy đi tu? Tôi hỏi tại sao bà nói đây? Cái răng cái tóc đó, tôi nói thật thầy nha, mấy cái bên cha cũng không đẹp hơn. Nói sao vậy? Các cha không bị giáo hội bắt cậu đầu, có không quý vị? Dạ có. Các cha mặc áo nhà giàu và các cha được quyền mặc đồ vest, chỉ cần đeo cái miếng chắn trắng này, có không? Dạ có. Rồi các cha là đa số xuất phát từ phải là tiến sĩ thần học mới ra, người có trình độ mới làm cha. Dạ. Còn mấy ông chỉ cần là coi như vết no cốc cốc mô mô 3 tháng là cũng thành được cỏ. Để chờ gió cốc. Đây nè, cái ông này là đứng lên coi. Đây nè, đứng lên. Đúng thật. 2 tuần lễ trước dẫn đứa con gái bị ma nhập lại. Đó. Rồi bây giờ chỉ có 1 tuần sau là đi tu đó. Có 7 ngày đó ông này nè. Lấy vô khác liền.
mà ông mới vô mấy ngày gặp lúc mà đang có hội niệm tôi dạy đến hội đấy rồi phải không con? Đánh chuông luôn phải không con? Hội niệm luôn, ai vô cũng tưởng thầy đó chứ. Vô 7 ngày nữa là còn có cốc cốc keng keng rồi. Thấy rõ chưa? Thì cái bà đó ông đây mình nói tôi không phục với thầy. À, tôi hỏi với thầy vì sao mà cho tôi phục. Tôi nói vẫn phục không nè. Tôi nói ông Phật, tại sao cô chê Phật? Ông Phật không có trí huệ mà ông Chúa. Tôi nói đừng nói cái chuyện này, tôi rất là kỵ cái chuyện này nói, nhưng mà tôi xin lỗi. Tôi có thờ Đức Mẹ Maria trong làm cho thấy rằng tôi không có dám đụng tới Ngài. Mà tôi đã có Đức Hồng Y qua làm để mà làm lễ khắc tượng, cho nên tôi với người Công giáo rất là bình đẳng. Tôi kéo một chiếc tàu của Công giáo làm tội ác thuyền nhân của Cộng sản, và kéo một chiếc tàu của Phật giáo làm Di Đà. Cho nên tôi là bình đẳng với Công giáo, nhưng mà còn hỏi tại sao? Tôi không nói là bên Công giáo giỏi, Phật giáo giỏi, mà tôi hỏi thế này. Sao cô dơ vậy? Ý phục cái bây giờ khe vậy. Cái đồ này, cái đồ là tệ lắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Bà giặt dẹo thầy, bà nói cái đồ y vậy xấu. Cái màu, tôi lựa cái màu gì cho đẹp, cái màu đẹp khe à, thấy không? Rồi cái đầu cậu trong đó là, thấy không? Rồi gì đâu, tôi thấy xấu quá tụi nè. Bây giờ Đức Phật có trí huệ hay không? Đức Phật có trí huệ, con nghe kỹ nè. Bây giờ tôi hỏi ở trong này, người nào đẹp nhất? Bây giờ tôi gì sắm người gái rồi đẹp nhất đi. Thôi, lấy người nữ, lấy người nữ. Đi ra. Tại vì bây giờ con đẹp nhất trong đó là già này. Đi lên. Chứ bây giờ 30 năm trước thì cô Nguyễn Thị cô đẹp hơn, mà bây giờ cô già rồi làm sao đấu với con được, đúng không? Vỗ tay. Bây giờ tôi lấy nhỏ này, bây giờ phải là nó đẹp nhất trong mấy bà già 70 năm không? Dạ đúng. Rồi. Bây giờ đó, cái sắc đẹp con nhỏ này, dạ, người ta lấy được. Dạ. Tại sao lấy được? Bây giờ giả sử như bây giờ con đi lẹo kẹo với một cái tên đại gia nào, vợ nó quýnh ghen, cái đầu tiên nó quýnh con là nắng đầu, sao nó cạo đầu con? Cái mái tóc con bây giờ là mái tóc đẹp, phải không? Mái tóc kiểu này kêu là kiểu gì? Đầu mi gạt xong. 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 Dạ. Thì bây giờ cái mà tin đẹp bản thân đầu tiên là nó đóng cái đầu đó. Là đổ cha mày diễn pháp, tao với mày bạn thân nha, mày chấp dịch giúp tao nha. Là bắt đầu nó lấy cái kéo, nó sợ cái tóc con. Có phải nó tàn phá được sắc đẹp của người Hoa hậu diễn pháp không? Dạ đúng. Cái đó là tao cao luôn mày luôn. Đó. Thả cái thứ hai. Cái thứ ba tao xé quần xé áo mày, tao kêu chồng mày là tao chửi tạm kêu thái. Như vậy sắc đẹp ở thế gian sẽ bị cái người thế gian tàn phá ở trong coi như là 5 phút. Nhưng mà bây giờ tôi kiếm một sư cô. Trong mình sư cô đâu mất hết rồi. Đấy cô Hoàng Pháp. Cô Pháp lựa lùng lùng giống nhau nha. Đứa đi cho tôi đó. Đó đi, thầy đưa đi. Hồng sư ra đây. Đó đi, ví dụ Hoàng Pháp ra đi đi. Thầy cô đứa chơi lại đứa này. Đó, đứa ra đây. Sư phụ kêu mà. Đứa chơi đây này ta. Bây giờ muốn tàn phá hả? Có người nổi ghét cô Hoàng Pháp đây. Tao cạo lên mày, nó dạ tao cạo hoài à. Tao cạo lên mày, nó dạ. Tôi tu thêm bắt tâm thì tôi không cạo lên mày. Mà hả mà quý vị mà cạo lên mày, tôi chuyển qua Nam Tông. Tao sẽ xé áo lên từng mảnh, dạ tôi mới được đi cô. Mà ngày xé ra một mảnh là tôi tăng lên một hạ. Giá gì biết. Vậy làm sao tàn phá cái sắc đẹp này? Như vậy bây giờ giữa con diệu pháp với một người nào đó, con nhỏ gì đây nè, con nhỏ về ba bà thiếu tá đại bệnh á, lên bây giờ con đứng qua bên này, con đứng xin con đứng qua bên này, con này để cho hai người con đứng sát cho đây, đây là so sánh sắc đẹp, tụi con sẽ nhìn, tụi con bây giờ so sánh hai người này, tụi con phải ai đẹp, tụi con đánh giá từ cái mái tóc, đánh giá từ cái quần áo, đánh giá từ dây chuyền, đánh giá từ sự trang sức, tụi con có thể so sánh chống người này đẹp người kia đẹp. Bây giờ tôi kêu cô Hồng Sinh ra để so sánh coi ai đẹp hơn cô Hồng Pháp. Không đi ra đi, tôi ví dụ là tôi đây nè. Ở kia, trong này tụi con làm sao mà so sánh được? Tại vì đầu trọc là đầu trọc, không biết đâu nào đầu trọc là đẹp hơn hết. Quần áo này giống nhau hết à. Cho nên sắc đẹp của Đức Phật cho đệ tử là cái đẹp của Đức Hạnh. Cho nên không thể nào so sánh được. Còn cái đẹp thế gian là cái đẹp có tướng,
Cho nên nếu mình so sánh hai sư cô là quý vị không thể nào mà nó chỉ trên lệch rất là ít, khoảng 5-10% thôi, đúng không quý vị? Thành do đó hả, mình đắp áo sư cô vô là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, còn mặc đồ đời vô đó là chúng ta sẽ bị chê khen của thế gian. Cho nên Đức Phật ngài rất khôn, cho nên mấy cái bà đồng bào mà sẽ dễ mê mấy ông hòa thượng thượng tọa là sao? Mấy bà nhìn thấy ông thầy có cái đẹp đức hạnh, mà cái đẹp đức hạnh đó là ở người đời không có. Cho nên cái đẹp của tỳ kheo ni là cái đẹp của đức hạnh, cái đẹp thế gian là cái đẹp của hình tướng sẽ bị hoại diệt theo người vô thường. Không thể nào mà chơi phê với sư cô là đẹp hơn, xấu hơn hết, lại mặt Phật cho mặt giống một đội, đúng không vậy? À, thành cái tình đó mình mới thấy là cái trí huệ Đức Phật rất là hay. Không ai tàn phá được sắc đẹp của con trai của Phật, con gái của Phật. Nhưng mà người thế gian đầu tiên muốn ghen mà sao? Nếu mà Thái nó dẫn về một con nhỏ nào đầu tiên thì Pháp cho ta dạy mình trước. Sợ cái con đó mình trước. Nghe quen quá rồi. Những cái này là pháp đại thừa này. Rõ ràng phải không? Thật ra cái đẹp của ông thầy là cái đẹp đức hạnh. Mấy ông thầy sống đuôi sống biết, nhưng mà cái ông vừa bây giờ ông xấu cái đó mà ông mặc đồ vô đó là cũng đẹp à. Dạ. Nếu nói đừng mặc vàng khè đi xin quá chơi là thấy ghét rồi. Không, bây giờ thấy rõ ràng rồi. Cho nên khi mình hiểu đạo rồi mình thấy Đức Phật quá khôn. Ngài chọn những cái gì xấu nhất rồi ngài quỷ vào trong. Ngài nói là không ai lấy được cái đẹp đức hạnh của đệ tử ta. Rồi đó, nãy giờ mấy giờ rồi? Tôi canh giờ. Nãy giờ. Dạ, 9:33. Tôi giảm trên tiếng rồi, nó đủ rồi. Dạ. Rồi, bây giờ tôi đã làm xong với cái lời hứa với con rùa dưỡng thai cái thiện tâm. Thấy không? Thầy có mấy bà ở đây mà thầy dẫn giảng nè. Ok. Rồi bây giờ chúng tôi đó bắt đầu đã có energy, chúng tôi khỏe mạnh rồi. Bây giờ là 9 giờ mấy, thầy trò chúng tôi đóng gói để lên đường, để đi xuống đại chứ Orlando. Cái gì? Bây giờ đi. Dạ. Con ngủ lại đó, ngủ lại đó, sức khỏe. Mai đi, sức khỏe đi thầy. Vì y hả? Không, bây giờ qua online hết. Lấy tên tuổi ông này bắn mail vô đi là sao? Điện tên coi đi, điện tên. Đủ hết rồi hả? Tại thì Tây Minh không nói là mấy bà cái đốc đi xuống sớm là mấy bà đi tiếp như ngô. Vâng. Mày nói giới rồi, cho phải giới rồi có gì là... Vậy là không đi thôi, muốn ngủ đâu. Tại vì nãy có nhiều người yêu cầu đi đốc thì Tây Minh đâu mà. Ông đi đâu rồi, ông nói là mấy bà cứ thúc. Quy là đi. Thưa quý vị, xong quý vị cho email giới thiệu sẽ gửi qua email quý vị, quý in ra thôi cho nó thoải mái, dễ dàng hơn. Dạ, thầy ạ, thì giới cho mọi người. Dạ, đó. Ờ, rồi ra đến lên quỳ cho nó. Dạ, thái, 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 thái. Giờ đi viết tên à, để thầy giấy ghi tên rồi. Có giấy này đẹp chưa? Như thầy sẽ ghi tên đi. Ghi tên cái người này để chuyển nó làm cho nó xem cái giới thiệu mình nè, thầy có đứng ra không biết gì. Rồi rồi, dạ con dạ. Hả? Con. Không ghi đi, ghi đi. Thầy đọc trên tập chân nó được. Dạ dạ dạ. Rồi. Giờ cháu đi sát cháu, thầy sư lớn thì nếu mà có chuyên môn điều trị thì tốt. Thì chỉ theo cần tốt luôn ạ. Rồi Thái ơi, có quen không Thái? Em đi chưa? Dạ đâu, em chưa. Còn có Thái đây rồi. Okay. Yeah.
Rồi, đưa mọi vị một cây nhang đi. Dạ. Khi tên với tuổi và thầy cho cái học danh, rồi Kiểm nó sẽ cho cái email. Xong cái là cái mẫu đó là chúng tôi điền vô cái mẫu đó, chúng tôi có cái format rồi, chúng tôi send qua cái mail cái con in ra. Nếu còn có máy màu thì chúng tôi có màu cũng thôi. Bây giờ chúng tôi làm theo kiểu đó khỏe. Em cũng làm vậy kìa. Thầy Tiểu Minh nè, thầy bây giờ thầy nói cho mấy bà đi, hôm nay chịu đi đứng này cho mấy chiều. Tiểu Minh nói nhiều người thuốc lắm, giờ mỏi tay chịu đi. Vậy bây giờ thầy nói với nhiều người không chịu đi đó. Thầy nói với mẹ không bị kẹt xe mà. Cái nãy tôi nói tôi ngủ rồi, ngủ lại rồi, ngủ lại, tôi nói thì tôi mới là chiều. Đang còn bị đau rồi. Tôi đang kiểu biết sao là ai muốn đi đây, ai nó ở lại. Tại giờ đi không bị kẹt xe. Ai cũng phải kẹt đâu, há mà giờ luôn ra. Nó chạy ra chỗ phải hơn nữa. Thì nằm ra chỗ ngủ người ta. Giờ không bị kẹt xe. Đi tên đi rồi tôi phi vô đi rồi ai muốn ở lại đó thì có đâu đâu nhiều tài nạn thì tôi mình nói nhiều người rồi đi cái hồi tôi nói ai cũng được ngủ lại đó. Mẹ rồi đi giờ bà sư phụ nếu mà đi đêm đó cũng được, nhưng mà các con bị khi bị sư phụ đi đêm bây giờ tối cũng làm ngủ đi vì là sáng cũng làm ngủ. Mấy người nó muốn thì tôi không để, tôi tự do lắm để tôi biểu quyết ai muốn đi ai muốn ở. Cá nhân con bị con nguyên nghỉ ngơi cho thoải mái, sáng nay thì ba nó thoải mái hơn. Tại vì Thái cơ với Hải cơ chưa có sức mạnh của Thái chưa được nổi. Để em giết thân này. Tôi không khen. Xin chào quý vị, nhà này anh đi bán nào. Anh có kẹt tiền không? Không, nãy câu hỏi là cô Diệu có tranh thủ không xanh hết. Vậy hả, thiếu 100 ngàn. Nhớ cái mèo cái gì đó. Thầy Tệ Minh nói đi là không có đúng, không phải quý vị có muốn đi hay không á. Mấy bà, hai bà cũng không quyết định mới đi. Hai bà cũng không được. Mấy bà đâu có mới. Dạ. Nếu biết mấy người lái xe đó. Xe cũng khá là chắc chắn cũng đi rồi. Dạ. Thứ bảy không có kẹt xe. Thứ bảy mới kẹt xe. Tiền cái xe. Tài xế thôi, tài xế đó. Tài công 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 đó. Còn bảy thì tới bên kia là đi 12 tiếng đi. Họ đi tháng 5 giờ đi, có tới 12 giờ đi mới tới. Ok, sau điều này là kêu họ được xe một. Để biết xe nào muốn đi trước thì dọn lên đường. Xe nào muốn ở lại để con người yêu thay đưa. Đi người ta đi. Rồi mô đa kẹt xe dưới đó. Tại thứ bảy chung nhật ta đi chơi đồ nữa. Nhưng mà cái đợt này là mưa tầm tả, nó là cái có bão gì đó, bão gì? Rồi Dương Châu Thanh Việt. Đấy. Còn hồi giờ có đi chưa? Có nhận chưa? Có nhận quen. Rồi để đặt là Thiện Lãng. Vậy đó. Quên nó hay lắm à, con vợ nó chửi mình quên thì cũng sướng, mất tiền mình quên sướng, mà người ta mượn đỡ mà mình quên mình cũng sướng, thành ra không? Thôi đừng có giỡn, cái chữ lãm có hòa thượng Thích Trí Lãm đó, thành ra mày hỏi con cái nhớ của cha cha con quên rồi thì đặt liền là Thiện Lãm. Đôi khi muốn cái lãm là mình ngại ngùng dễ em
bán tay. Thành ra cái triển lãm này nó hay, nhiều khi mình có người á giận giận vợ giận chồng mà quên không được, chứ quên là không biết, quên nó hết đau khổ. Dạ. Đúng không? Dạ. Lấy triển lãm nha, anh tên là triển lãm nha, đó triển lãm không kiếm chữ tôi à, là tôi đi vô triển lãm phải dòng niệm khác tôi là chỗ đó. Lã với họ hay lãng ngã, mấy con kỳ lãng nói đúng rồi, lãng kia là chết rồi này lãng ngã rồi. Rồi người kế là Dương Châu Sĩ Minh, có danh chưa? Con nhớ nhỏ. 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 Thôi, lãng đó là thật gì mình quên lãng đi. Tất cả cái ai mà quên được là người đó hạnh phúc, mà người nào nhớ người đó khổ. Thì bây giờ thầy đặt con là Thiện Minh, nhớ không? Nè, là Thiện Minh. Lần kia thằng Thiện Trí thì nó sẽ giải quyết cái đó. Rồi cô gì đấy? Cô Thiện Hoàng Mai, cô có phát tranh là Thượng Hoa hay. Có, tôi thấy tên hay cứ giữ đi. Ở đó Hòa Thượng Tập Châu, ngày đặt. Tỉnh là Tịnh Độ, Hoa là Hoa Sen đó. Cái hoa sen nó thanh tịnh nhờ những cái gần bùn mà không có hôi tanh về bùn. Rồi à, mấy người này đều có thọ giới đấy, rồi thầy đọc lại bữa nay thầy cho tôi có cái sớ cầu an nha, mà cũng là cái sớ cầu siêu. Ngay lúc này quý vị thầy muốn cho sống thọ hoài, thầy cho con cái sớ cầu an đầu tiên là không sát sanh, được chưa? Rồi cái sớ thứ hai, muốn không bị ai ăn cắp tài sản, muốn lúc nào cũng làm tiền không bị thất thoát, thì cho con có sớ cầu an thứ hai là không tham lam trộm cắp tài sản, được chưa? Yeah. Với thứ ba, không có chờ khi này vợ mình cầu cho vợ mình đừng ngoại tình, vợ mình ha, chồng mình đừng ngoại tình, thì cho cái sớ cầu an thứ ba là không có ngoại tình tài dâm, đó là cái sớ cầu an thứ ba, được không? Yeah. Rồi cầu cho người ta đừng chửi mình, người ta đừng nói xấu mình, người ta đừng trước mặt khen sau lưng chê, mình thì cho cái sớ cầu an là giữ gìn cái khẩu nghiệp, được chưa? À, rồi muốn cho tụi con, cầu cho tụi con học 1 biến 10, khỏi cần có 21 ngày, à, tụi chú địa tạng, rồi uống nước trân trọng, mà tụi con giữ cái giới là sao thông thứ đủ, để được trí huệ, được chưa? Rồi bữa nay thầy cho 5 cái số cầu an rồi, đừng có đòi nữa, nghe không? Thấy chưa? Sao? Học không uống rượu nhưng mà uống tí bia được. Bây giờ định nghĩa thế nào? Uống mà sai là phạm giới. Uống không sai không phạm giới. Thí dụ bây giờ á, con có vợ rồi phải không? Mà con làm nghề gì? Hẳn gì? Rồi mà có lương, lương là nó trả và rõ ràng luôn, hay là có lương đẹp gì được không? Rõ ràng vậy thôi. Thí dụ bây giờ đó, con mà làm neo mà cái tiền tiếp con giấu vợ con đó, thí dụ như đầu tiên không uống rượu thì giấu, mà uống rượu khai hết thì uống rượu có công đức. Nói sự thật, có nhiều người giấu hết uống đủ vô nói sự thật. Dạ. Chẳng thứ hai là ba uống con bồ là khi tỉnh là giấu hết. Dạ. Nhưng mà khi uống vô là khai hết. Dạ, giống con. Hiểu chưa? Thành ra cái vấn đề uống đủ này là làm sao đừng mất trí huệ là không thập giới. Dạ. Thì con uống ví dụ uống chai để ngủ thôi. Dạ, để ngủ rồi thôi. Uống mà uống vợ uống con là không có được. Mà dù như bình thường mình không rửa chén giặt đồ, mà uống vô đi rửa chén giặt đồ. Đó, đó đúng rồi. Rồi, hiểu chưa? Giới của Phật là để làm cho mình đẹp hơn. Cho nên nhớ là ngày quy y là cái ngày Đức Phật cho mình cái sớ cầu an, không cần cầu nữa. Nha. Mà bảo đảm con mà giữ được cái đó là con chết con cũng siêu, nó khỏi cần phải cầu siêu nữa. Ngay đầu tiên mà quy y Đức Phật đã cho mình 5 cái sớ cầu an thì cũng siêu rồi. Dĩ nhiên, thầy cho thêm một cái sớ nữa, tại đây nó có sùng bài, thấy không? Được cái cờ bạc của trẻ, cờ bạc cái người cái mồ nó giới thứ sáu, à mà con phạm cái giới thứ sáu đó rồi là con phá tan hết năm cái giới kìa. Dạ đúng. Thì giữ một giới thôi. Không cần làm là tốt rồi. Trong cờ bạc là đủ hết cái giới rồi. Dạ. À, cái thằng nhậu gì đó nó thảo hơn thằng cờ bạc. Dạ đúng. Bây giờ giữa hai thằng đệ tử, thằng nhậu và cờ bạc thì chọn nhậu. Dạ. Để nhậu nó còn mời thầy uống nữa. Còn cái thằng cờ bạc nó không có tiền nó cúng chày nữa. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ giữa thằng nhậu và cái thằng
anh cờ bạc tôi nhận cái thằng nhậu, thằng nhậu nó còn mời thầy nhậu. Còn cái thằng cờ bạc đó, nó vô nó mượn tiền tôi nữa. Mà nếu tôi có thằng Phước Sư nó còn bẻ phá nó vô nữa. Thì mẹ là đại thừa giới. Tụi con đã từng quy hết rồi, thật ra giới là để làm cho mình được hàng rào để ngăn cản mình đừng đi vào bạc đạo. Bây giờ chẳng hạn bây giờ ngày mai uống làm xui, mình uống rượu, cái đó là uống rượu để chết tình suy giảm. Mình không có phải uống rượu phải phá. Rồi mà cả thằng manager trong hãng nó mời mình uống rượu để bảo vệ việc làm. Thấy không? Bây giờ cứ vào Phật nè, người ta lên án Bin Laden là giết, coi như cho mấy cái tội tẩm tử nó đã làm sập hai cái tòa cao ốc ở New York. Thì là hỏi con tội nó nặng không? Nặng lắm, đối với tiểu thừa thấy nặng. Nhưng mà trong cái quả nó có phúc. Nhờ có cái đó mà có 50 triệu dớt ở thị trường, nuôi biết bao nhiêu người để nó lấy tiền học mình lấy tiền hết. Có phải là đạo là không? Đối với cái nhìn tiểu thừa là thằng này nó bị tội rất nặng. Nhưng mà nó có cái lợi là nhờ vậy mà nó Mỹ nó tạo, nó thu tới là 5 triệu nhân viên TSA để mà nó cầm cây nó rà mình, mà 5 triệu đó là nuôi được 5 triệu gia đình đó. Hai triệu. Thành nhân cuộc đời phải nhìn như vậy. Thầy nói thoải mái lắm. Có người thì là ác, nhưng mà thầy nói trong cái ác đó nó mới có đẻ ra những cái khác. Bản thân Bin Laden nó không tránh được nhân quả, nhưng mà nhờ việc làm nó ở Hoa Kỳ 50 tiểu bang có hàng ngàn thị trường là mới tạo ra mấy triệu việc làm. Mấy triệu việc làm đó là việc làm bảo đảm, cho nên là nuôi vợ nuôi con. Rồi các công ty mà chế ra cái máy rà sót bán được biết bao nhiêu máy ở trên thế giới. Cho nên công cũng có mà tội cũng có. Cho nên tóm lại, đừng có làm thiện để rồi cũng đi vào cái chuyện mà lên hết phước đất xuống. Đừng có làm ác để rồi địa ngục, mà ở con đường trung đạo, hiểu chưa? Đó là đại thừa giới đó. Rồi tụi con đem nhang cấp lên và kêu sư phụ này được quyền kêu sư phụ. À, kính thưa quý vị, đây không phải là một cái pháp thoại, nhưng cái chuyến đi về Atlanta để tri ân tiến sĩ mục sư Dr. King đã có cái đấu tranh để đòi quyền bình đẳng giữa người da đen và da trắng. Mà chúng ta người Việt Nam là da màu, chúng ta đã hưởng được cái benefit đó. Chúng tôi sẽ phát cái đoạn phim đó lên trong một ngày gần đây. Và thứ hai, tôi đến đây để cảm tạ Tổng thống Jimmy Carter đã ký sách lược HR 7769 để nhận hàng triệu thiền nhân và những người tị nạn. Cho nên tôi đại diện cho những người Việt Nam đã đi tị nạn nhận được cái quyền lợi từ cái dự luật HR 7769. Và cái bộ luật này đã ra đời cách đây được là 40 năm. Và tôi xin tạm biệt để chúng tôi chuẩn bị đi về ở Orlando để ngày mai chúng tôi trở vào cái miếng đất 15 mẫu mà người ta cúng dường, để tôi phát triển một cái nơi sẽ có tu hành cho các thế hệ trẻ ở tại cái vùng Orlando, ngoại ô của cái vùng Disney World. Xin trân trọng kính chào quý vị. Rồi, ai